Hạ Sơn xảy ra chuyện. Cái gì? Cậu nhắc lại một lần nữa. Vương Trạch Vinh cầm điện thoại, kinh ngạc nói. Buổi chiều mới đến văn phòng, Vương Trạch Vinh liền nhận được điện thoại từ cảnh sát giao thông. Cùng nội dung điện thoại làm hắn nghe sợ. Trong nội dung bên trong không dám tin. Thấy Vương Trạch Vinh như vậy, mọi người trong văn phòng đều giật mình. Lại xảy ra chuyện lớn. Mọi người lén vểnh tai nghe nội dung của điện thoại. Chuyện có thể khiến Vương Trạch Vinh kinh ngạc như vậy, nhất định là chuyện lớn rồi. Vương Trạch Vinh bỏ điện thoại xuống và vàng ra ngoài. Thấy Vương Trạch Vinh lao ra, Trương Chính Cường nói: lửa đốt đuôi chó. Hoàng Vĩ đoán chắc trên xảy ra chuyện lớn rồi. Bản Bất Bĩ Môi nói: trước huyện xảy ra chuyện lớn sẽ không khiến tránh văn phòng Vương kinh hoàng như vậy, hay là có đợt kiểm tra gì. Tiểu Giang vùi đầu viết báo cáo mà Vương Trạch Vinh giao cho nàng. Có chuyện gì chờ lát nữa biết, chúng ta làm tốt việc của mình đi. Bí thư Hòa, xảy ra chuyện lớn. Vương Trạch Vinh lao vào phòng làm việc của Vương Quốc Hùng và cô Hùng để nói. Thấy Vương Trạch Vinh như vậy, Võ Quốc Hùng nhíu mày. Vương Trạch Vinh, hôm nay sao vậy? Đây không phải tính cách của hắn. Võ Quốc Hùng nhấp ngụm trà từ từ nói: Tiểu Vương, có chuyện gì vậy? Võ Quốc Hùng đang nói chuyện liền nâng chén trà lên mặt nở nụ cười. Bí thư, ban nãy cảnh sát giao thông gọi điện tới, một chiếc xe của chính quyền xã đi trên đường núi Thanh Trúc va chạm với chiếc Audi ngược chiều. Chủ tịch xã bỏ mình, còn chết cùng một phụ nữ. Vương Trạch Vinh lấy hết sức bình tĩnh. Tin tức vừa rồi đúng là quá khó tin. Không ngờ một người đang sống tốt như vậy lại chết. Cái gì? Võ Quốc Hùng há mồm, cốc trong tay rơi xuống mặt đất, nước trong cốc bắn vào chân Võ Quốc Hùng, rất kinh ngạc. Võ Quốc Hùng nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói: chết thật sự ở Hạ Sơn. Võ Quốc Hùng không thể tin chuyện này. Từ trước đến giờ hắn với Hạ Sơn vẫn là đối thủ. Vừa nãy Võ Quốc Hùng còn nghĩ làm thế nào để đối phó với Hạ Sơn và Chu Hồng Tiên hợp sức. Không ngờ trong nháy mắt người này đã chết. Võ Quốc Hùng muốn cười lớn, nhưng phát âm thanh lại thay đổi. Điều này làm người ta biết hắn phát âm thanh gì. Bí thư Hòa, cảnh sát giao thông tìm được chứng minh thư của người chết chắc không sai. Bây giờ họ gọi chúng ta đến nhận người. Vương Trạch Vinh nhẹ nhàng nói, sau một chút kinh ngạc, bây giờ hắn ta lại khôi phục lại. Mẹ nó, Võ Quốc Hùng không nhịn được nói bệnh một câu. Sao Hoàn Thành làm sao thế? Vừa điều chỉnh bộ máy không lâu lại xảy ra chuyện. Có người muốn ta không sống đi sao? Hắn đã tỉnh lại và khôi phục từ trong cao hứng bởi cái chết của Hạ Sơn. Hạ Sơn chết đối với Sao Hoàn Thành bây giờ cũng chẳng là gì có chỗ tốt. Tiểu Vương gọi xe, chúng ta đi ra xác nhận. Võ Quốc Hùng càng nghĩ gấp, vội vàng chạy ra ngoài. Sao Hoàn Thành vừa mới thay đổi bộ máy, cũng vừa cất bước lãnh đạo tỉnh ủy. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải rõ xem là Hạ Sơn chết như thế nào. Nếu đúng như lời của Vương Trạch Vinh, tức là Hạ Sơn theo tình nhân đi chơi. Tin tức này truyền ra thì Sao Hoàn Thành không muốn nổi tiếng cũng khó. Làm bí thư đảng ủy xã, Võ Quốc Hùng nhất định sẽ bị cấp trên phê bình. Nhìn Hạ Sơn đã chết, tâm trạng của Võ Quốc Hùng và Chu Hồng Thiên, Vương Trạch Vinh rất là nặng nề. Võ Quốc Hùng và Chu Hồng Thiên lo lắng được và mất sau khi xã Hạ Sơn chết. Xã Hoàn Thành sẽ đổi lại bộ máy. Trên huyện vốn bất mãn với xã, bây giờ lại thay đổi chủ tịch xã mới lên một cách lái xe đi chơi, mang theo tình nhân. Chuyện này đúng là. Vương Trạch Vinh vừa nãy cũng nhìn thấy người phụ nữ đã chết. Người phụ nữ chính là Bao Giai Nghi, hôm trước Vương Trạch Vinh thấy đi cùng Hạ Sơn. Làm cho người ta thấy khó khăn là theo lời cảnh sát, hình như trước khi chết hai người đang làm chuyện đấy. Miệng của người phụ nữ đang tiếp xúc thân mật với bảo bối của người đàn ông. Trong miệng của người phụ nữ vẫn còn cái đó của Hạ Sơn. Mẹ kiếp. Bác Hùng mắng một câu: vừa lái xe vừa làm chuyện đó, con mẹ nó không muốn sống rồi. Việc này cơ bản đã rõ. Chủ tịch xã Hạ Sơn trong giờ làm việc kéo tình nhân ra ngoài đi chơi. Trên đường xảy ra vụ tai nạn, đâm vào xe Audi làm ba người chết tại chỗ. Chủ nhân xe Audi kia cũng chết. Lão Chu, việc này không thể khác là chúng ta lên huyện ủy, ủy ban làm báo cáo. Hoa Quốc Hùng nhìn Chu Hồng Thiên nói. Chu Hồng Thiên biết chuyện này rất lớn, ừ lên một tiếng. Rồi cùng Hoa Quốc Hùng chạy lên huyện. Ở trong xe của Hoa Quốc Hùng lập tức gọi điện cho bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện. Đương nhiên, hắn cũng muốn báo cáo với phó bí thư Trịnh Chí Minh. Vương Trạch Vinh ở lại xử lý chuyện của Hạ Sơn, người chết đúng là phức tạp. Vương Trạch Vinh đầu tiên làm chuyện này, bởi vì có chuyện chút phức tạp nhưng Vương Trạch Vinh không dám gọi nhân viên chuyên môn, hắn sợ chuyện này truyền ra ngoài. Vì thế phải tự mình xử lý, thật vất vả sau chuyện này. Mà khi Vương Trạch Vinh về xã thì chuyện của Hạ Sơn cũng truyền ra. Chủ tịch xã mang tình nhân đi chơi mà đâm xe còn chết. Đây thành là vấn đề tài lưu truyền khắp xã, đủ loại đời luôn. Vương Trạch Vinh là người hiểu rõ tình hình. Cuối cùng, kết luận không khác gì so với lời của cảnh sát giao thông. Nhớ tới vụ việc, Vương Trạch Vinh không còn gì để nói về Hạ Sơn nữa. Hạ Sơn chắc đang được tình nhân dùng miệng để thỏa mãn. Hai người quá nhập tân nên không nhìn thấy đe đối diện. Kết quả chuyện quá lớn. Cháy văn phòng, trả cùng lại. Hoàng Vĩ nhìn thấy Vương Trạch Vinh đi vào liền rót trà mời thuốc hắn. Cút lấy hai hơi thuốc,
tâm trạng của Vương Trực Vinh tốt hơn. Trước kia khi chưa thấy Sóc Chết bao giờ nên Vương Trực Vinh khá lo lắng chế văn phòng Hạ Sơn Chiết thế nào. Bằng vẫn dựa vào quan hệ với Hòa Quốc Hùng nên hỏi trực tiếp với Vương Trực Vinh. Cô ta mặc dù sớm biết được nhiều lời đồn nhưng vẫn muốn nghe lời Vương Trực Vinh một chút. Thoáng nhìn qua bảng mẫn, Vương Trực Vinh không muốn cho người trong xã biết, có cơ quan chuyên môn xử lý. Các lãnh đạo cũng đang lên huyện báo cáo, trước khi có kết luận chúng ta không liên bàn được việc này. Vương Trực Vinh nghiêm túc nói, nhưng người khác bàn tán thế nào vẫn không quản, nhưng trong văn phòng không được phép nói. Nghe thấy Vương Trực Vinh nói như vậy, mọi người không dám hỏi nữa. Người của văn phòng không dám bàn tán. Nhưng việc ở đây khác là gì? Chủ tịch xã đã chết, vị trí này liền bỏ trống. Mọi người không biết là trên huyện sẽ điều ai xuống để làm thay vị trí này. Hoa Quốc Hùng sau khi nghe báo cáo biết là Sơn chết, đã báo cáo Quốc Hùng Quân. Quốc Hùng Quân liền mắng một trận, đập bàn rung trời. Hoa Quốc Hùng vốn không phải là người của hắn. Bây giờ chuyện xảy ra như thế này, Quốc Hùng Quân liền bắt cơ hội. Là một bí thư đảng ủy xã, xảy ra vấn đề như vậy, Sơn biết chết còn rất xấu hổ, không phê bình Quốc Hùng Quân được. Hoa Quốc Hùng sáu xịt từ trong phòng Quốc Hùng Quân đi ra. Sau đó Hoa Quốc Hùng đi gặp đó chính là chị Chí Minh. Vừa nãy gọi điện cho Hoa Quốc Hùng đã báo cáo với chị Chí Minh. Bây giờ cẩn thận, xong khi tình huống chết của Hạ Sơn và nghe thái độ của Quốc Hùng Quân lúc nãy, chị Chí Minh hừ một tiếng. Tiểu Hoa, xem ra đối phương chuẩn bị nhân sự lại bị sinh sự. Đang chuẩn bị thì Quốc Hùng Quân gọi điện cho chị Chí Minh. Sau khi bỏ điện thoại xuống, chị Chí Minh nói với Hoa Quốc Hùng, cậu về trước đi, cố gắng xử lý việc này tốt. Thế Hoa Quốc Hùng ra về. Vương Trạch Vinh lập tức tiến hành báo cáo. Hoa Quốc Hùng một bên nghe Vương Trạch Vinh báo cáo, một bên suy nghĩ. Thấy Hoa Quốc Hùng như vậy, Vương Trạch Vinh trầm xuống, không phải chuyện gì chứ. Vương Trạch Vinh nhìn Hoa Quốc Hùng thì thấy quan khí của đối phương thay đổi. Từ khi lên làm bí thư đảng ủy, quan khí của Hoa Quốc Hùng vốn là một khối rắn chắc, nhưng hôm nay bắt đầu phân tán. Không ổn. Vương Trạch Vinh thầm kêu kinh hãi. Nếu Hoa Quốc Hùng xảy ra chuyện thì không phải chuyện tốt cho mình. Vội vàng kiểm tra quan khí của mình, Vương Trạch Vinh liền yên tâm, quan khí của hắn không thay đổi. Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy âm thanh bên ngoài rất ồn ào. Vương Trạch Vinh vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy một người đàn ông 40 tuổi cầm dao đứng chửi trong sân. Chuyện gì thế? Vương Trạch Vinh nghiêm mặt hỏi Ngô Cường và chuyển đội bảo vệ. Kéo Vương Trạch Vinh ở bên, Ngô Cường nói, chế văn phòng, người này là chồng của Bao Danh Nghi. Hắn ta là bảo vệ một trường cấp 2 xã Hoàn Thành. Không biết là từ đâu nghe tin vợ chết cùng chủ tịch Hạ. Hắn cho rằng chết là do làm công việc nên tìm từ xã để nói lý. Tôi nghe nói hắn là giáo viên cơ mà, sao giờ thành bảo vệ? Vừa thấy vậy, Vương Trạch Vinh giờ khóc giờ cười. Vì công việc của chết, thằng cha đúng là cái người không tốt. Từ giáo viên mà đổi thành bảo vệ thì có phẩm chất mẹ gì? Vợ chết không lo liệu ma chay và chạy đến đây làm loạn. Vương Trạch Vinh đi tới trầm giọng nói với tên kia. Đây là trụ sở chính quyền. Vợ anh chết như thế nào thì có cơ quan chuyên môn kết luận. Ai cho anh đến đây gây loạn? Chủ tịch Hạ gọi vợ tôi đi làm việc. Cô ấy chết là do làm việc, sao phải có câu trả lời? Tên này vung dao lên. Tôi nói cho anh biết, đây là chính quyền xã. Anh còn gây rối thì công an xã không phải ngồi chơi. Vương Trạch Vinh nhìn thấy vậy liền hét lớn. Thấy Vương Trạch Vinh tức giận, tên này liền mềm lại. Rồi, sẽ có người xử lý thế nào? Hắn nói xong liền cầm dao rời đi.